chiến dịch bảo vệ quyền trẻ em và tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam tháng 4 năm 2022. Và tôi là Phan Trung Hậu, rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng tất cả quý vị ạ. Phải nói rằng với công việc là một MC, biên tập viên và phóng viên thời sự của HTV Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì chưa bao giờ mà Trung Hậu và tôi tin rằng các chị em báo chí và truyền thông ở bên dưới. Lời đầu tiên thì cũng như thường lệ trong không gian họp báo ấm cúng tại Continental, Xuân An gửi lời chào trân trọng nhất đến quý anh chị báo chí, phóng viên, cơ quan báo đài đã luôn luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành với Xuân An Academy trong các chiến dịch cho cộng đồng, cho các chiến dịch cho trẻ thơ. Và lần này cũng là một chiến dịch đặc biệt quan trọng. Chúng tôi không chỉ giới thiệu về tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam liên hoan năm, mà lần này chúng tôi có một ý nghĩa rất quan trọng cho cái chiến dịch này. Đó là chúng tôi kêu gọi bảo vệ quyền trẻ em thông qua chiến dịch dài hạn. Và chiến dịch bảo vệ quyền trẻ em lần này rất hân hạnh được sự ủng hộ và đồng tình và phối hợp của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi thông qua tổng đài 111 lan tỏa kêu gọi bảo vệ quyền trẻ em với tổng đài 24/24. Và tất cả những câu chuyện của chúng tôi về tương lai của những đứa trẻ, sự hạnh phúc, được yêu thương, được sống, được thể hiện bản lĩnh cá nhân và được trở thành những mầm non tương lai, những mầm hạnh phúc, đó là quyền chúng tôi đang kêu gọi để lan tỏa trong cái chiến dịch lần này. Và rất là chân thành cảm ơn mọi người đã đến đây dành thời gian quý báu của mình trong một ngày cuối tuần đến để lắng nghe, để chia sẻ. Giờ là chúng tôi sẽ có hai phần. Phần 1 là phần công bố về chiến dịch bảo vệ quyền trẻ em. Phần 2 sẽ là phần của tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa tháng 4 năm 2022. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và để hiểu rõ hơn về chiến dịch bảo vệ quyền trẻ em lần này, xin phép Trung Hậu trắng thép để bảo vệ trẻ em ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam với những chiến dịch và những lời kêu gọi hết sức mạnh mẽ. Thì ngày hôm nay, cảm xúc của cô lúc này như thế nào ạ? Kính thưa chị Xuân Lan, cũng như tất cả các chị dự hôm nay cùng với tất cả báo đài thì cảm xúc rất là xúc động, rất là trăn trở trong vấn đề mà bảo vệ trẻ em hiện nay đang bị bạo hành, đang bị xâm hại. Thì có một cái họp báo như vậy thì chúng tôi rất là vui mừng để đến đây cùng nhau chúng ta chia sẻ, cũng như chúng ta có những cái vấn đề chúng ta tâm sự với nhau, những cái gì còn trăn trở, những cái gì mà chúng tôi còn trong lòng. Chúng tôi chia sẻ lại cho tất cả trong cái buổi họp báo hôm nay. Thì trước nhất cũng xin cảm ơn Xuân Lan, cảm ơn Khánh Vân cùng tất cả các anh chị hôm nay đến dự, cùng với trân trọng các báo đài đã đến đây đưa tin cho Xuân Lan. Thì một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn cô báo hôm nay. Kính thưa mọi người, thì khi mà cách đây một năm thì Xuân Lan ngồi với lại Khánh Vân, với chị Yên Thảo, với cô nữ trong một cái chiến dịch cũng dành cho trẻ em nhưng mà là chống xâm hại trẻ em. Bởi vì chúng tôi làm được cái talk show chuyện ngại nói và cái mảnh đời trẻ em bị xâm hại. Thì chị Yên Thảo là chủ của cái nhà OBV đang nuôi dạy những đứa trẻ là nạn nhân của việc xâm hại. Thì khi mà bốn chị em chúng tôi ngồi với nhau thì những câu chuyện đầy nước mắt, đầy những cái trăn trở, đầy những cái lo toan. Thì trong cái năm 2021 thì khi mà chúng tôi giống lên cái cảnh báo về cái xâm hại trẻ em như vậy, thì Khánh Vân là đại sứ của cái chiến dịch đó, rất là vất vả và rất là mệt mỏi, và có nghĩa là những cái câu chuyện đó là những câu chuyện nhạy cảm không được chia sẻ với báo chí. Nên trong cái hành trình mà làm thiện nguyện của mình, trong sứ mệnh của mình, thì Khánh Vân cũng là một cô bé hoa hồng rất là thiệt thòi, và Xuân Lan rất là trân trọng cái chuyện đó. Nhưng mà câu chuyện kết nối của cái người ngồi đây, hồi nãy thì Xuân Lan ôm bốn người này rất là chặt, bởi vì tình yêu với trẻ con là cái tình yêu không bao giờ chấm dứt. Chúng tôi có một cái học viện và chúng tôi có rất là nhiều thiên thần nhí đang theo học, và cái sứ mệnh bảo vệ trẻ em là cái sứ mệnh của chúng tôi đặt ra. Sau khi mà cái chiến dịch xâm hại trẻ em lắng xuống thì cô có thể chia sẻ là cái tỷ lệ giảm đi rất nhiều phải không cô? Xin cũng thứ nhất là cũng trân trọng và cũng cảm ơn cái tấm lòng của Khánh Vân cũng như Xuân Lan đã nhiều lần kết nối với chúng tôi những cái cuộc họp báo để mà chia sẻ vấn đề mà xâm hại trẻ em trên thành phố rất là nhiều. Thì chúng tôi từ ngày 29, 30 và 31 là 3 ngày chúng tôi liên tục, chúng tôi xử về 3 vụ xâm hại trẻ em.
Một cái vụ đầu tiên là cái vụ 11 tuổi ở Cần Giờ là người chú ruột xâm hại. Và bé đã có thai khi lúc 11 tuổi. Và cái viện kiểm sát đề nghị từ 18 tới 20 năm cho bị cáo. Nhưng các tình tiết giảm nhẹ và các điều kiện cho nên ở tòa đã tuyên 16 năm. Thì là chú ruột xâm hại trong cái mùa dịch của Covid. Đó là cái trường hợp mà ngày 30 chúng tôi xử nó rất là trăn trở. Nhưng mà bây giờ cho dù bị cáo có 18 tới 25 như viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên 16 năm đi nữa, đối với chúng tôi là cái vấn đề đó cũng không có gì là trăn trở. Bây giờ một cái trẻ 11 tuổi mà đã có thai đó, và khi mà cùng huyết thống đó, khi mà làm như vậy thì chúng tôi rất là buồn. Là ngày 30 tây và ngày 31 tây tiếp tục, tức là khi mà bị cáo á, là coi như là ba cô bé này là anh ruột của một người em gái, thì cái chồng của người em gái đó xâm hại ở Củ Chi đó. Và chúng tôi cũng rất là buồn, là tại vì ngày đó là chúng tôi chuẩn bị tinh thần để mà đến xét xử vụ án kéo dài 2 năm đó, trả tới trả lui đó, tại vì cái lần xâm hại đó nó mâu thuẫn cho nên đối chất. Chúng tôi rất là trăn trở. Nhưng mà ngày đó, ngày 31 thì bị cáo bị Covid, thành ra không có đến được. Nhưng mà chúng tôi trông chờ 2 năm rồi và chúng tôi chưa xử được. Thì sau khi các phiên tòa, sau khi các phiên tòa mà xử về xâm hại trẻ em, sau những cái buổi tuyên truyền của Hội Bảo vệ trẻ em chúng tôi, sau khi được cái nóng đưa ra và chúng tôi đi tuyên truyền rất là nhiều, thì chúng tôi đến tận khu nhà trọ, chúng tôi đến tận khu chế xuất và chúng tôi đến từng nhà để chúng tôi tuyên truyền cho tất cả. Chúng tôi thấy qua một mùa dịch thì chúng tôi thấy cái tình trạng xâm hại trẻ em thì có giảm đi, giảm khoảng 20-30%. Chỉ cần giảm 1%, 2% chúng tôi đã mừng rồi, thì giảm rất là nhiều. Nhưng ở đây chúng tôi thấy cái tình trạng khi xâm hại trẻ em không còn thì giảm đi, chúng tôi đã mừng, thì tình trạng bạo hành trẻ em bắt đầu dấy lên. Đó, vừa qua chúng tôi ngày thứ hai chúng tôi đi đến Đà Nẵng để chúng tôi tọa đàm về cái chống bạo hành trẻ em. Thì ở đây chúng ta thấy vừa qua bé 8 tuổi là tôi là người trực tiếp để tiếp nhận cái vụ mà bé 8 tuổi, thì ngay từ giai đoạn điều tra, ngay khi tiếp nhận cái vụ việc, thì một đứa trẻ 8 tuổi thì chúng ta thấy là đánh bị một người bạn gái của cha, ở đây không phải là gì ghẻ, mà bạn gái của cha đánh thì gọi là cái gì, bảo hành gia đình không đúng. Đó thì bạn gái mà bây giờ phải, ngày thứ hai chúng tôi đi Đà Nẵng, chúng tôi góp ý sự đối lực bảo hành gia đình, thì chúng tôi đưa vào là bạn tình. Thì ở ngoài Hà Nội có một cái vụ là cái bạn trai của mẹ đóng đinh vào đầu bé, thì cũng là bạn tình, cũng không phải là cha dượng. Ở đây cũng không phải là gì ghẻ, cái chị này, chị Trang cũng không phải là gì ghẻ, cho nên bạn tình là đưa vào lực, tức là ngoài gì ghẻ, cha dượng thì phải đưa thêm bạn tình và cảm tính vào đó trong cái lực trẻ em. Thứ nhất, cái thứ hai là những người bạo hành trẻ em phải cần xử lý cho triệt để, phải chấm dứt nạn bạo hành gia đình. Chấm dứt nạn bạo hành gia đình thì đừng chặt cái ngọn nữa, mà chúng ta nên đào cái rễ thể dục. Đó chẳng hạn như một cái anh ở Văn Hải đi cha ruột, ở đó mà đang nói bạn tình, đang nói là bạn cha hay là bạn của mẹ, thì ở đây là cha ruột. Mà một đứa trẻ còn nhỏ mà bây giờ gọi điện vì mâu thuẫn của vợ, gọi điện cho vợ đi làm khu chế xuất, vợ không nghe điện thoại mà đi đến nhà bà ngoại ẩm đứa trẻ đi ra bờ sông, và khi trên đường đi thì camera quay lại đứa trẻ, nó nói là con thích ba ẩm con kiểu này nè, con thích ba bắt vác con lên vai kiểu này nè, vừa nói là con xong cái rằng. Nhưng cái vụ này khó xử lý lắm, tại vì sao không tìm được cái xác, mà không tìm được xác thì chúng tôi là những người luật sư, chúng tôi biết rồi, không tìm được xác không xử lý được. Và trong vòng 4 tháng nếu không tìm được xác và gia hạn thêm, nếu không được thì phải đình chỉ vụ án, coi như là phải thả cái này ra vì không tìm được xác. Có những cái vụ đó chúng tôi đau lòng lắm, liên tục cứ là những trẻ em bị bạo hành liên tục. Thì ở đây chúng ta đã có luật bảo vệ trẻ em rồi, chúng ta đã có luật trẻ em 2016 đã có hiệu lực ngày 1/6/2017 rồi, thì trong 25 quyền các em được hưởng thì chúng ta có 4 cái nhóm quyền chính: quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển, quyền tham gia. Thì các em phải sống trong một cái môi trường an toàn, sống trong môi trường an lành, sống trong một cái môi trường các em phải cho ra sống. Đó thì chúng ta thấy là các em sống thì phải cho ra sống trong một cái môi trường. Các em có 3 tuổi biết gì đâu mà đóng chính cái đinh vào, và khi mổ tử thi là người chưa đinh. Đó thì chúng ta thấy là thứ hai là phải được bảo vệ. Ai bảo vệ? Tất cả các hội đoàn, tất cả các cơ quan ban ngành đoàn thể cả nước thì bảo vệ cho các em. Cái quyền thứ ba là cái quyền phát triển. Các em sống, các em phải được phát triển từ ngày đến giờ, các em phải được thương yêu, các em phải được chăm sóc. Chẳng hạn như các em mà bị xâm hại rồi thì chúng tôi có một cái hậu phương vững chắc là có ngôi nhà OBB của chị Tiên Thảo đó, để đưa các em đến đó môi trường an toàn. Rồi chúng tôi có Mà Hồ Khánh Vân là đại sứ cho các em, cho nên thương yêu chăm sóc đến lo lắng. Và những mùa Tết mùa hè là ba chúng tôi phối hợp với nhau, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và đại sứ của trẻ em và chị Tiên Thảo phối hợp lại với nhau để đưa các em, chẳng hạn như trung thu
1 tháng 6 hoặc là Tết, lễ Tết chúng tôi có những phần quà nhỏ, phần quà gọi là tinh thần cũng không có được gì bao nhiêu, nhưng mà đó là cái tinh thần, những cái ấm áp để đem lại cho các em, để cho các em thấy rằng các em được thương yêu, các em được chăm sóc, và luôn luôn chúng tôi thấy bốn quyền đó các em được hưởng là phải sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia. Tôi mong muốn rằng chúng ta phải dành những gì tốt đẹp nhất cho em theo luật em 2016 có hiệu lực ngày 1 tháng 6 2017, và cái nạn bạo hành trẻ em thì chúng tôi phải đề nghị chấm dứt, phải chấm dứt và nói không với bạo hành đó. Mấy ngày nay chúng tôi liên tục xử ở tòa thì những vụ án rất là đau lòng, chẳng hạn như hôm nay là ngày mặt hôm nay là chủ nhật, ngày mai đó là chúng tôi sẽ vào quan điều tra để nghe giải thích pháp y về đứa trẻ 8 tuổi đó. Coi giải thích pháp y là những cái vết thương cũ của bé là do cha ruột của bé đánh bé, coi có ảnh hưởng đến cái chết của bé hay không, vì ngày 22 là bà bạn gái của ba đánh chết, nhưng còn những vết thương những ngày trước thì sao, thì là ba ruột của bé đánh bé. Thì tôi chúng tôi nghe thông tin thôi là pháp y nói giải thích là cái vết thương đó là có ảnh hưởng thì chúng tôi rất là mừng, nhưng mà nghe nói viện kiểm sát với tòa còn phải họp lại, nghe nói là chứng cứ rất là yếu đó. Chúng tôi mong muốn rằng khi chúng tôi vào được một cái vụ này thì chúng tôi thấy chúng tôi mừng và chúng tôi trăn trở, và đêm chúng tôi khi chúng tôi ngủ được là gì, chúng tôi ngủ được là di chuyển tội danh của cái người đàn bà đánh bé cho tới chết đó, từ hành hạ 3 năm tù cho tới chúng tôi chuyển giết người chung thân tử hình là chúng tôi đã mừng rồi. Và người cha tại sao không bảo vệ con mình đó, để dẫn con mình tới cái chết như vậy, thì người cha như vậy thì phải làm như thế nào, tại sao nó tại ngoại, tại sao thả ra, cho nên chúng tôi phải tìm đủ mọi cách, chúng tôi bắt khẩn cấp và đưa vào để mà xử lý người cha. Và tiếp theo một cái giai đoạn cuối cùng để cho chúng tôi được thể hiện vai trò trách nhiệm của một người bảo vệ trẻ em, một người luật sư đó, thì chúng tôi mong rằng sẽ chuyển tội danh của anh Nguyễn Chí Thiên Thái này ra tội danh đồng phạm giết người đó, để cho chúng tôi thấy rằng chúng ta phải thương yêu, chúng ta phải chăm sóc trẻ em, và chúng ta luôn luôn biết rằng chúng ta lắng nghe trẻ em bằng trái tim, để chúng ta luôn luôn bảo vệ trẻ em bằng hành động, để cho những vụ án bảo hành trẻ em không còn nữa, và phải chấm dứt những cái vấn đề mà bảo hành trẻ em đó. Chúng tôi luôn luôn vừa qua cái vụ mà chúng tôi tiếp liên tiếp mấy ngày nay thì chúng tôi thấy cái vấn đề xâm hại có giảm lớn, nhưng mà đây chúng ta thấy là vấn đề vừa qua chúng ta thấy đau lòng là cái một chị phụ nữ cắt cổ quý của chồng đó, vì sao, vì anh không, vì cái người bạn trai đó xâm hại con mình. Mà chị phụ nữ này phải nói là 100 vụ án, 200 vụ án, 300 vụ án chúng tôi xử được, tôi thấy người phụ nữ này tuyệt vời, không phải nói các cô quý của chồng mà chúng tôi nói tuyệt vời, nhưng ở đây chị biết bảo vệ con chị. Vì sao, chị đã nói rồi, ai mà động tới con tao là tao sẽ giết chết. Thì bây giờ khi gắn camera rồi, anh này thực hiện hành vi con chị, cho nên buộc lòng chị phải thực hiện hành vi. Đó là một cái vấn đề mà chúng tôi thấy là những người bảo vệ con em mình, để cho con em mình phải được sống trong môi trường an toàn, sống trong môi trường an lành. Và những người phụ nữ như vậy thì chúng ta thấy luôn bảo vệ con mình, em mình. Thành ra có một số vấn đề chúng tôi cũng hơi xúc động, thành ra chúng tôi cũng chia sẻ một số vấn đề ở đây rất là còn rất là nhiều cái, mà hiện nay thì chúng tôi thấy vấn đề xâm hại thì có vấn đề giảm bớt, là do cái những cái chẳng hạn như bữa nay cuộc họp báo này nói về bảo vệ trẻ em. Thành ra chúng tôi thấy mấy lần chị Xuân Lan có tổ chức mấy buổi tọa đàm đó thì chúng tôi thấy là có giảm tình trạng xâm hại, có giảm, nhưng mà bạo hành thì chúng tôi thấy là có phần là hỗn rài, là nổi cộm hơn đó. Chúng tôi sẽ nhất quyết trong cái vấn đề cái này sửa đổi được bạo hành gia đình thì sửa rất là nhiều, thì rồi chúng tôi đưa ra tại Đà Nẵng, chúng tôi đưa ra sẽ có biết sửa đổi rất là nhiều. Chúng tôi hy vọng sắp tới thì vấn đề mà bạo hành trẻ em cũng không còn nữa, cũng giảm bớt đi nữa. Tôi xin cảm ơn chị Xuân Lan và chị thật sự là nghe những câu chuyện hậu trường của Vân thì thấy là Vân cũng đã phải gọi là chịu được rất nhiều trước dư luận khi mà có những cái bình luận tiêu cực khi mà bạn đứng ra làm đại sứ và đồng hành cùng với các bé. Thì ngày nay cảm xúc của bạn như thế nào? Lời đầu tiên cho phép Khánh Vân xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay, cũng như là các anh chị báo chí, phóng viên. Và ngày hôm nay thì phải nói là cảm ơn chị Xuân Lan cũng như là cô Ngọc Nữ và chị Thảo cũng như là tất cả các anh chị ở đây rất là nhiều. Bởi vì khi mà cô chia sẻ về những câu chuyện đó thì bản thân em cảm thấy cũng rất là xúc động, và coi như là những cái kỷ niệm, những cái ký ức và những cái quá trình mà mình làm việc nó quay trở lại, nó ùa về. Phải nói là để làm một dự án, thực ra khi mà mình nói thì nó sẽ rất là dễ, nhưng mà để thực hiện được dự án đó và theo đuổi dự án đó đến cùng, nói nó thực sự là khó. Nhưng mà hơn bao giờ hết thì chắc chắn là khi mà những cái công việc mình làm không phải là để vì người khác nhìn và thấy và đánh giá,
mà cái công việc mình làm nó xuất phát từ cái mong muốn và cái tấm lòng của mình, và cũng như cái mong muốn phân muốn dùng cái tiếng nói của mình để bảo vệ cho các em nhỏ, cho những người phụ nữ. Và Hương tin chắc rằng mình sẽ làm được một điều gì đó. Thành ra là chính vì vậy nên là với những chiến dịch liên quan đến bảo vệ quyền trẻ em, bảo vệ những em bé, bảo vệ những trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại, thì với Vân thì Vân luôn luôn cố gắng rất là nhiều mà cũng như không bao giờ bỏ cuộc. Giống như tất cả những cái thông tin, những cái sự việc mà xảy ra vừa qua thì thường đó là Vân cũng sẽ hay nhắn tin cho cô Ngọc Nữ, rồi chị Thảo và cũng như là chị Xuân Lan. Tại vì thường thì sẽ những vấn đề này thì mọi người đều phải nắm những thông tin để mà tìm cách giải quyết. Thì thành ra là ngày thời gian vừa qua thì có rất là nhiều những cái câu chuyện đau lòng xảy ra, và điều đó là cái điều khi mà nó đã xảy ra rồi thì nó trở nên vô cùng tiếc nuối. Và không bao giờ hết thì ngày hôm nay Vân nghĩ là lần đầu tiên Vân sẽ nói là gửi lời cảm ơn đến cái sự quan tâm của tất cả mọi người rất là nhiều, với những người mà họ quan tâm đến trẻ em và họ cảm thấy bức xúc với những hành vi vô cùng kinh khủng mà đối với trẻ em, đối với những em bé không có khả năng kháng cự, thì cái điều đó nó là tội ác. Và bản thân Vân cũng không bao giờ chấp nhận cái chuyện là người lớn chúng ta không có trách nhiệm với trẻ con như vậy, và chúng ta dành những cái điều vô cùng tệ đối với con của mình, đối với những đứa nhỏ hoàn toàn không có tội tình gì cả. Và Vân rất là hy vọng rằng trong hành trình tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam tháng 4 2022 của chị Xuân Lan cũng như là cùng với chiến dịch bảo vệ quyền trẻ em, thì chúng ta sẽ lan tỏa được những cái thông điệp, đâu đó sẽ truyền thông điệp mạnh mẽ đến với tất cả mọi người, cũng như tất cả quý phụ huynh, các anh chị, các bạn quan tâm và hãy chăm sóc và yêu thương đến trẻ con nhiều hơn. Và chúng tôi thật sự không mong muốn những cái điều đáng tiếc xảy ra với trẻ con, với các em nhỏ. Tại vì Vân thấy được là đôi khi nó trong cuộc sống thì có rất là nhiều những cái khó khăn, những cái áp lực mà chúng ta phải trải qua. Nhưng mà để mà chúng ta dùng những cái áp lực của chúng ta và chúng ta dùng cái điều đó để thỏa mãn của chúng ta, đẩy cái áp lực đó lên những em bé mà chúng ta bạo hành, chúng ta xâm hại, đó là cái điều hoàn toàn không chấp nhận được. Và Vân chỉ không biết là thực ra là với Vân thì án này dù có khó khăn như thế nào chẳng nữa thì Vân nghĩ là Vân cũng sẽ không kể khổ. Tại vì chỉ cần giống như ngày hôm nay cô Ngọc Nguyễn nói là đã giảm được 20-30% cái tỷ lệ xâm hại, thì Vân đã cảm thấy rất là may mắn khi mà Vân được đồng hành cùng với chiến dịch này. Và hy vọng rằng cùng với chiến dịch bảo vệ quyền trẻ em ngày hôm nay thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ một lần nữa làm giảm và ngày càng mất đi cái vấn nạn bạo hành cũng như là xâm hại trẻ em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo xin cho phép Trung Hậu được trò chuyện với Mr. Eric nhé. Thì đang là một người mẹ kế và nuôi được một bé trai rất là kháu khỉnh, năm nay cũng là gần 6 năm rồi. Và em muốn lan tỏa cái điều đó với mọi người rằng là bản năng của một người mẹ như em thì là em rất bức xúc trước cái việc mà trẻ em bị xâm hại hoặc là bị bạo hành gia đình, ngay kể cả em dạy trong năm ở trong nhà thì cũng rất là còn rơi với con rất là ít. Và trẻ em là một tờ giấy trắng nên là em muốn vẽ thật đẹp, tô thật đẹp cho trẻ em một cái bức tranh, một cái hành trang đầu đời để mà bước vào đời, để con có thể có một tương lai tươi đẹp, không phải là một cái gợi nhớ một cái tuổi thơ tổn thương hoặc là một cái tuổi thơ đầy nước mắt. Cho nên là em nghĩ em làm được thì mọi người cũng sẽ làm được. Cảm ơn chị Dương Lan rất nhiều. Cảm ơn chị vì những thông điệp rất đẹp đẽ. Và ở đây chúng ta có chị Yên Thảo, nhà sáng lập. Để có thể bảo vệ những trẻ em xã hội ngoài xã hội ngoài kia, không chỉ con em của chúng ta mà những con em trong tầm nhận biết, trong tầm nhìn thấy của chúng ta cũng cần được bảo vệ. Thì cái điều đó là những điều em mong muốn. Và thông qua cộng đài mỗi cuộc một cuộc gọi, một sự giúp đỡ và một tương lai tươi sáng sẽ được mở ra. Em hy vọng điều đó sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và rất cảm ơn chiến dịch bảo vệ quyền trẻ em đã cho team của Xuân Lan được đồng hành trong chiến dịch lần này. Hy vọng là chiến dịch này sẽ được lan tỏa thành công mạnh mẽ để cho không những giảm đi những cái phần trăm trẻ em bị xâm hại mà còn dập tắt luôn cái tình trạng bị bạo hành xâm hại đó. Và chúc cho chương trình tuần lễ thời trang trẻ em của Việt Nam sẽ được diễn ra thành công.
xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ của các đại sứ của Chiến dịch bảo vệ quyền trẻ em.